Và những ưu điểm của trà ô long Kim Tiên Kỳ Lân Luxury là sản phẩm sạch, xanh sạch, hoàn toàn không sử dụng cách đạp hóa chất. Và hương vị hoàn toàn tự nhiên từ bên trong những lá trà được trồng và chế biến theo công nghệ tiên tiến. Và những vùng trà đặc sản này, hương vị hoàn toàn tự nhiên từ bên trong những lá trà được trồng và chế biến theo công nghệ tiên tiến ở những vùng cao nguyên Bảo Lộc. Sau khi tuyển chọn rất nhiều loại, tuyển chọn rất nhiều nơi và quyết định là chọn vùng Bảo Lộc để tìm cái trà ô long Kim Tiên này, thì đây là cái trà mà Kỳ Lân đã thử nghiệm và trải nghiệm và được đúc kết từ rất nhiều ý kiến của rất nhiều chuyên gia chuyên thích mê đam mê trà và đều đưa ra một đánh giá rất tốt, nên Kỳ Lân đã chọn. Và đồng thời Kỳ Lân đích thân kiểm tra chất lượng và coi về chất lượng sức khỏe có tốt, có đảm bảo đủ tiêu chuẩn hay không.